Rồi, xin chào tất cả các anh em. Chào mừng anh em tiếp tục quay trở lại với Boy Xe Trường Thi. Rồi, vẫn là khung giờ quen thuộc của anh em. Boy Xe Trường Thi phát sóng video lúc 11 giờ và lúc 19 giờ. Bên mời anh em đón xem, tham khảo những cái dòng cây khai thác. Thì hợp ý những cây nào thì anh em gọi điện trực tiếp hoặc mua bán các bạn trên Zalo. Rồi, một cái cây quen thuộc, một cây Hải Châu. Cây này thì một cốt chân bay và càng đa. Cây này đang cho hoa trái rất là nhiều luôn. Kính mời anh em xem tổng thể coi, xíu anh Sang Thi sẽ quay chi tiết cho anh em xem. Cây cái tàn cũng khá, tôi nói khá là mịn rồi nha anh em. Cây này phải chơi xong bộ trái này thì chúng ta làm lại chi cành nha. Chúng ta gỡ kẽm, chúng ta làm lại chi cành. Hiện tại thì kẽm cũng đã ăn vào da. Anh em lưu ý nha. Đây, hiện tại cây đang cho mùa hoa trái cho nên là chúng ta chơi hết mùa hoa trái này thì chúng ta gỡ kẽm ra nha. Rồi, mình xem thấy đó một vài thông số anh em tham khảo. Cây này có quanh. Cây này cái quanh bể của nó là khoảng 32 nha. Và quanh thân. Quanh thân tại vì cái này nó khoảng 16 nha các anh em. Quanh thân khoảng 16. Đây cái chiều cao nha. Chiều cao tính từ mặt chậu lên thì nó tầm khoảng 47 nha. Và củ tháng thì khoảng 65. Chậu này là chậu men Trung Quốc Hồ Văn cao có thước là 42 và chiều cao của nó là 16 nha. Rồi, kính mời anh em xem chi tiết hơn cái phần đế cây. Cây này có bộ đế cũng khá là ok với anh em. Đế đẹp nha, rễ đẹp cả đều. Tương đối khá ok. Thì cây này nó có phần lũa nha, thì cũng đã bôi keo xử lý cho anh em rồi. Còn lũa trên đây này có cái mặt cắt cũng đã bồi xử lý bồi kèo cho anh em. Những cái dòng cây khai thác thì cái phần lúa thì chúng ta ít nhiều thì chúng ta có nha anh em, ít nhiều chúng ta cũng có cái phần lúa nha anh em, chứ không tránh khỏi được. Cây thì đang cho hoa trái rất là nhiều, đây hoa trái rất nhiều anh em xem đây nha, hoa rất là đẹp này. Họ rất là đẹp nha. Trái rất là nhiều của anh em. Trái rất là nhiều. Đây của anh em. Những cái lượng hoa trái nó đã bắt đầu lớn và cây đang tiếp tục cho hoa. Đợt hoa này là đợt hoa thứ 3 nha. Đợt hoa thứ 3. Đây này. Đây là đợt hoa thứ 2 này. Đợt thứ nhất thì nó đã lớn này. Đợt thứ 2 nó đã đậu này. Và đợt thứ 3 nó tiếp tục cho hoa này. Cây trái lác đác rất là nhiều. Quý anh em lưu ý là cái mùa này là cái mùa ra hoa cắt trái của Hải Châu nha, cho nên là cái lá nó thì nó không có được xanh mướt, lá nó này nó già và lá nó ngã vàng. Quý anh em lưu ý nha, chứ không phải là cây nó suy. Quý anh em lưu ý, tại vì có một số cây mà sàn thị chuyển đi thì quý anh em nói là cây nó suy, nhưng thật sự là không phải nha. Cái mùa hoa trái của nó thì nó dùng sức cho cái mùa hoa và trái, cho nên cái lá nó không có xanh mướt. Nó không có xanh mướt như là cái mùa sinh trưởng của nó nha. Lá nó thường thường nó ngã cái màu vàng. Tại cây nó đang dùng sức cho cái mùa hoa. Nó dùng sức nuôi hoa và trái. Cây này cũng khá là ok của này. Cây nói chung là ok nha, cây đẹp. Anh em nhìn từ trên dưới nè. Hoa nha. Cây trái rất là nhiều, những cái chùm trái khá là nhiều trái đó, cho hoa rất là đẹp. Khu này trái rất là nhiều anh em. Cây này người ta chơi hoa trái cũng phải tầm 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rồi nha. Trái nó rất là bơ. Rồi, của anh em xem tổng thể cây một lần nữa, bạn xem thì báo giá vô luôn. Một cây Hải Châu. Hải Châu một cốt cây tàn thiên nhiên. Dáng bay tàng thiên nhiên. Cái này một người bê nặng tay. Cây khá là ok của anh em. Rồi, cái này mình sang thị giao lưu của anh em. Giá là 3 triệu 3 bao ship nha. Rồi, 3 triệu 3 bao ship.